chào các anh em nhà TMAC. Mới đây, thì cũng không mới lắm nhưng mà nó cũng không cũ lắm. Thì HMD Global đã chính thức phân phối chiếc Nokia 8110 4G tại nước ta theo con đường chính ngạch. Sự hiện diện của chiếc điện thoại này đã được rất đông người dùng di động mong ngóng từ lâu. Và đến bây giờ thì mong ước đó đã phần nào trở thành hiện thực rồi. Tuy nhiên, không giống như những chiếc điện thoại thông minh đình đám với số lượng đặt hàng cao chót vót khác tại nước ta, thì hiện tượng mang tên 8110 4G lại tỏ ra thú vị hơn hẳn. Mà lý do chính là không phải nằm ở vấn đề doanh số. Giao kênh một vòng trên các hội nhóm mua bán điện thoại trên mạng internet, đặc biệt là các nhóm mua bán điện thoại cổ trên các mạng xã hội như là Facebook hay các diễn đàn đồ điện tử nổi tiếng khác, thì chúng ta đều dễ dàng bắt gặp không ít các thương nhân sẵn sàng phân phối các mẫu 8110 4G với số lượng không hề nhỏ, từ vài đơn vị máy cho đến hàng chục đơn vị máy đều có cả. Và dĩ nhiên hầu hết đều là hàng chính hãng được đóng dấu, kiểm tra và tem nhãn của các đơn vị phát hành điện thoại chính hãng lớn nhất nước ta. Trong khi đó, nếu như mà người dùng bình thường đặt qua các trang web chính thức của các đơn vị phân phối đó thì hầu hết đều chỉ nhận được câu trả lời là hàng sắp về. Tức là dù chỉ mới bán ra trong vài ngày đầu tiên nhưng mà giới đầu cơ đã nhận được rất là nhiều những sự hấp dẫn của chiếc điện thoại cục gạch 4G của Nokia và sẵn sàng ôm hàng với số lượng cực lớn. Thậm chí là không ít trường hợp ghi nhận giá bán của những chiếc Nokia 8110 4G trên thị trường chợ đen đã bắt đầu đội giá cao hơn bình thường là khoảng trên 100.000 đồng. Dĩ nhiên, mức độ đội giá này chỉ là muỗi khi mà so sánh với việc đội giá gấp đôi, gấp ba hay là đẩy giá dễ dàng đạt ngưỡng cả trăm triệu đồng như là chiếc iPhone X vào cuối năm ngoái. Tuy nhiên, nếu xét về cái vai trò như là một mẫu điện thoại cục gạch giá rẻ đứng giữa một thế giới nhan nhã smartphone như hiện nay thì chiếc Nokia 8110 4G chắc chắn là một trường hợp vô tiền khoáng hậu. So với người tiền nhiệm là Nokia 3310 năm ngoái thì chiếc Nokia 8110 4G đang tỏ ra hứa hẹn là có sức hút hơn hẳn. HMD đã khá xa số kêu hồi sinh một mẫu điện thoại dù vẫn giữ lại được khá nét hoài cổ nhưng vẫn mang được sự lịch lãm, trẻ trung cần thiết cũng như là tích hợp đủ các công nghệ kết nối mới để có thể giúp cho người dùng giải quyết được những công việc cơ bản nhất hàng ngày. Tương tự một smartphone cấp thấp được đồng bộ danh bạ bằng email, kết nối 4G tốc độ cao, khả năng phát wifi khi cần thiết và dĩ nhiên là có cả một cái hệ điều hành giả smartphone với khẩu ứng dụng riêng giúp cho chúng ta có thể vọc vạch trong những lúc rảnh rỗi. Dĩ nhiên với phần cứng xử lý hạn chế, bộ nhớ đệm thấp là tình trạng giật lag khó tránh khỏi như là khi đồng bộ danh bạ email có quá nhiều số nè, hay là mở trang web có nội dung phức tạp là đã đủ làm khó cho hiệu năng của chiếc Nokia 8110 4G này rồi. Cùng với những điểm yếu khác như là bộ ứng dụng của Google vẫn chưa có mặt, có ứng dụng chất lượng chưa cao hay là thiếu tính đồng bộ vân vân. Nhưng mà vấn đề này đã ngay lập tức được các công dân mạng chia sẻ trên các hội nhóm ngay sau khi sở hữu được chiếc điện thoại này. Tuy nhiên, tất cả đều tỏ ra thông cảm bởi dù sao đây cũng chỉ là một mẫu điện thoại cục gạch giá rẻ mà thôi. Và việc tích hợp khá nhiều tính năng của smartphone vào một mẫu máy như vậy cũng nên được ghi nhận là sự cố gắng rất là lớn của hãng sản xuất rồi. Nhưng vẫn như mọi khi, hay đúng hơn là giống như người tiền nhiệm 3310, HMD Global vẫn tỏ ra tương đối là dè dặt khi mà tiếp thị những mẫu điện thoại cục gạch tại nước ta, bởi họ không hề có động thái nào về cái quảng bá cho chiếc điện thoại chuối 8110 ấn tượng này. Bên cạnh đó, số lượng hàng phân phối cũng tỏ ra tương đối hạn chế nữa, khi mà vào thời điểm mở bán chỉ có duy nhất tùy chọn màu đen cho sản phẩm, còn màu vàng chuối ấn tượng thì lại được thông báo là phải đầu tháng 6 mới được cập bến tại nước ta. Rõ ràng HMD không phải là không có năng lực sản xuất số lượng điện thoại lớn, họ thừa sức để làm điều đó chứ. Và việc sản xuất một mẫu feature phone cũng đơn giản hơn rất là nhiều khi mà so với smartphone, cũng như thực tế họ đã bán được hàng chục triệu điện thoại chỉ trong vòng năm qua. Do đó, việc không phân phối ngay tất cả phiên bản của chiếc 8110 4G này có lẽ nên cho là một động thái thăm dò thị trường của HMD. Cũng vì lý do đó mà công ty Phần Lan đã không phân phối phiên bản 3G của chiếc Nokia 3310 tại nước ta hay chăng? Dù sao thì trong những ngày này, chiếc Nokia 8110 dù không tỏ ra quá ầm ĩ về mặt truyền thông, nhưng sự hiện diện của mẫu điện thoại này đã đủ để khiến cho một bộ phận không nhỏ người dùng cảm thấy phấn khích. Và ngoài Nokia thì chắc chắn sẽ chẳng có một cái hãng điện thoại nào khác đủ sức hút đến mức là chiếc điện thoại cục gạch rẻ tiền nhất của họ có thể được ghi nhận như một mặt hàng giá trị trên thị trường chợ đen. Mà chiếc điện thoại Nokia 8110 đang là một ví dụ thú vị rất điển hình. Nhưng cũng cần nhắc lại là với một thị trường đã dần dịch chuyển hoàn toàn lên smartphone như hiện nay thì chiếc Nokia 8110 4G dù là ấn tượng nhưng sẽ không hẳn là một thiết bị chiến lược của công ty. Bởi cũng như là Nokia 3310 thì chiếc 8110 4G đơn giản chỉ là một đòn bẩy vững chắc để mà Nokia giữ lại được cái độ nhận diện thương hiệu tốt hơn trên thị trường, qua đó có được cái cơ hội cạnh tranh song phẳng trên phân khúc smartphone trong thời gian ngắn sắp tới. Dù sao thì
đối với những người vẫn còn trung thành với thương hiệu Phần Lan và vẫn muốn lưu lại một chút hoài niệm cũ, thì việc sở hữu một chiếc Nokia 8110 4G vào thời điểm này là hoàn toàn không phải là một ý tưởng tồi. Còn các bạn khán giả của Tết Mắt thì sao? Các bạn đã có ai sở hữu chiếc điện thoại này hay chưa? Để lại comment cùng nhau thảo luận với Tết Mắt nhé. Còn bây giờ thì Quỳnh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác của Tết Mắt. Bye bye.